Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món ăn độc đáo, không ngán và có công dụng giảm cân với sự kết hợp nguyên liệu cực kỳ đơn giản. Đó chính là món bánh mì bơ mắng cầu. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có 100g bánh mì lúa mạch đen tương đương 2 lát, 120g quả mắng cầu dai Tây Ninh tương đương 1/2 quả mình đã chuẩn bị, 100g quả bơ tương đương 1/4 quả mình đã chuẩn bị. Công dụng của bánh mì đen. Bánh mì đen rất tốt cho những người muốn giảm hoặc giữ cân vì chúng có nhiều chất xơ, ít ngọt và ít béo hơn bánh mì trắng. So với bánh mì trắng, bánh mì đen có chỉ số đường huyết thấp hơn, có nghĩa là nó chỉ tăng ít mức đường trong máu, tốt cho những người bị bệnh tiểu đường. Các bạn có thể mua bánh mì đen tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi nha. Công dụng của quả mãng cầu dai Tây Ninh. Quả mãng cầu ta là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất và vitamin cần thiết cho các chức năng của cơ thể, tốt cho phụ nữ mang thai, thúc đẩy sức khỏe tim mạch, tái tạo và nuôi dưỡng làn da, ngừa bệnh hen suyễn, ngăn ngừa ung thư, ổn định đường huyết, điều trị viêm nhiễm và hỗ trợ tiêu hóa. Mình xin giới thiệu một chút về sản vật vùng đất thánh, đó chính là mãng cầu dai Tây Ninh được canh tác theo quy trình hữu cơ vi sinh, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón vô cơ, các loại hóa chất, thuốc trừ sâu mà thay vào đó là phân bón hữu cơ vi sinh và các loại chế phẩm sinh học để làm tăng sức đề kháng và bổ sung khoáng chất dinh dưỡng cho cây, cải tạo đất. Cuối cùng là công dụng của quả bơ. Nó chứa rất nhiều chất béo có lợi, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm huyết áp ở những người bị bệnh về huyết áp, giàu protein và chất xơ, bơ kiểm soát cân đói, giúp giảm cân nếu bạn không ăn quá nhiều nhé. Cuối cùng mình sẽ làm món bánh mì đặc biệt này nhé. Đầu tiên mình cho vài lát bơ lên bánh mì, sau đó cho thịt mãng cầu lên. Vậy là xong rồi, rất đơn giản và nhanh chóng phải không nào?